lập nên bí tích nhiệm vào
lệ rơi ba tánh linh tình yêu. Ngài phát sinh và bảo tồn muôn vật muôn loài, chúng con xin cảm tạ bái phục, cùng xin dâng lên Ngài các gia đình trong giáo xứ chúng con. Xin cho các gia đình luôn sống đạo đức, êm ấm, hòa thuận, thương yêu nhau. Người mẹ tuyệt vời của gia đình Nazareth, mẹ đã từng nuôi dưỡng, dạy dỗ Đức Giêsu con mẹ bằng một tình yêu mẫu tử dịu hiền. Chúng con kính lạy mẹ, khấn xin mẹ trợ giúp để các bà mẹ trong mọi gia đình luôn biết giáo dục con cái bằng một tình ái như mẹ. Trần thế, các ngài đã sẵn sàng từ bỏ chính mình để sống cho Thiên Chúa và gia nhân. Giờ đây các ngài đang hưởng phúc vinh quang cùng với triều thần thánh thiên trời. Đoàn chúng con xin kính lạy toàn thể triều thần thiên quốc. Mà chúng con trao cho nhau mỗi ngày,
vào cũng có những nụ hoa tàn héo của bệnh tật, của hiểu lầm. Chúng con xin dâng trong vòng tay từ ái của mẹ, xin mẹ biến đổi từng tâm hồn gia đình và mọi người trong giáo xứ chúng con, để trở nên những đóa hoa tươi thắm hương nhân đức, sống tin yêu phó thác trọn vẹn nơi lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Xin dâng lên hoa hồng đỏ tươi, cùng đồng thanh chúng mình.
người những cánh hoa đơn sơ tươi thắm. Chúng con vừa dâng lên mẹ, xin mẹ thương đón nhận những lời cầu nguyện đơn hèn với trái tim đầy yêu mến cậy trông của chúng con. Ước gì cả cuộc đời chúng con là những bó hoa tươi thắm nừng hương dâng về Thiên Chúa và mẹ. Xin hướng dẫn chúng con sống trọn đời tin yêu phó thác, luôn lắng nghe và đáp lại lời mời gọi của Chúa, để mỗi gia đình, giáo họ và giáo xứ chúng con cũng trở nên ánh sáng chiếu tỏa tình thương Chúa cho nhân loại hôm nay. Thank you.
đỏ xanh trắng tim. Maria mẹ ơi, cây ngàn hoa dâng lên mẹ yêu, dâng lên kính mừng mẹ, mẹ nhận thấy tâm thành tim.